Bát Nhã Tâm Kinh, dịch nghĩa và lược giải. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiền Hoa dịch chữ Hán ra chữ Việt. Nguyên văn bản dịch thứ nhất. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy năm uẩn đều không, Bát Nhã nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác với không, Bát Nhã. Không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Này Xá Lợi Tử, tướng không, Bát Nhã của các pháp đây, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế nên trong tướng không, Bát Nhã này không có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Không có tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo, cũng không có trí, tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại, không có đặng cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được rốt ráo niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã tướng không có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Bát Nhã Tâm Kinh. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiền Hoa dịch lại chữ Việt. Nguyên văn bản dịch thứ hai. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các pháp đều là Bát Nhã không, nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, các pháp chẳng khác với Bát Nhã không, Bát Nhã chẳng khác với các pháp. Các pháp tức là Bát Nhã không, Bát Nhã tức là các pháp. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã tướng không là tánh của các pháp, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế nên trong Bát Nhã không, không có các pháp thế gian như năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và trong Bát Nhã cũng không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, 12 nhân duyên. Không có vô minh và vô minh tận, không có lão tử và lão tử tận, không có trí, tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại, trong Bát Nhã không có cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã không mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được đạo quả niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai
cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã không mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên cũng gọi là thần chú Bát Nhã, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Qua dịch chữ Hán ra chữ Việt và lược giải. Lược giải: Nguyên đề mục kinh này có 10 chữ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Maha, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Maha, dịch nghĩa là đại, lớn, đa, nhiều và thắng, hơn. Bát Nhã, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Prajna, vì không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm Bát Nhã. Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Diễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. 2. Minh, sáng không mờ tối. 3. Trí, thông suốt. 4. Huệ, sáng tỏ. 5. Trí huệ, sáng tỏ thông suốt. 6. Thanh tịnh, trong sạch không nhiễm ô. Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các dịch giả chỉ để nguyên âm chữ Phạn. Tuy nhiên, trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa của chữ Bát Nhã. 1. Trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, không phải là trí huệ Bát Nhã. 2. Trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định lâu ngày cũng có trí huệ. Xem bài Thiền Tôn trong bộ Bản Đồ Tu Phật, biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, không phải trí huệ Bát Nhã. 3. Trí huệ nhị thừa. Hàng thinh văn và duyên giác do tu pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ, biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về trí huệ tiểu thừa, chỉ thấy về ngã không chân như, thiên không, chứ chưa thấy được pháp không chân như, nên cũng không phải là trí huệ Bát Nhã. Trừ ba loại trí huệ trên, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ Bát Nhã. Công dụng của trí huệ Bát Nhã như mặt trời chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp, ngã, pháp. Bởi thế nên trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì pháp nào cũng đều bỏ hình giả dối mà quan lại tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ Bát Nhã sẵn có trong mỗi chúng sanh từ vô thị đến nay, không phải do tu mới có, hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị phàm phu, nó cũng không giảm. Dù chứng quả thánh, nó cũng không tăng. Nó không bị các vô minh phiền não phá hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thị đến nay. Nó phá một cách dễ dàng và rốt ráo, như gió thổi mây bay, như mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí huệ rốt ráo.
Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh từ bên này bờ mê muội tiền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền Bát Nhã. Muốn giảng biệt trí huệ Bát Nhã để khỏi lầm lộn với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, chúng tôi dịch nghĩa chữ Bát Nhã như sau. 1. Trí huệ Phật, trí huệ của Phật tánh hay chân tâm. 2. Trí huệ Bát Nhã, dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. 3. Trí huệ rốt ráo, Bát Nhã ba la mật. Bát Nhã có ba loại. A nhỏ, văn tự Bát Nhã, tức là học Bát Nhã. Hành giả nhờ học văn tự nghĩa lý kinh Bát Nhã mới ngộ được lý tánh Bát Nhã của mình. B nhỏ, quán chiếu Bát Nhã, tức là tu Bát Nhã. Sau khi đã ngộ được lý tánh Bát Nhã, hành giả phải tu tập, nghĩa là quán sát chiếu soi các pháp đều không. C nhỏ, thật tướng Bát Nhã, tức là chứng Bát Nhã. Sau khi tu tập, đến lúc công viên quả mãn rồi, hành giả chứng được tướng chân thật của Bát Nhã. Tu chứng Bát Nhã có ba giai đoạn. 1. Gia hạnh Bát Nhã, tăng gia công hạnh tu Bát Nhã, nghĩa là sau khi hạ thủ công phu tu tập, hành giả phải tăng gia công hạnh mới đặng trí huệ Bát Nhã. 2. Căn bản Bát Nhã, tức là thể tánh Bát Nhã, tuy sẵn có trong mọi chúng sanh nhưng phải nhờ có tu hành. 3. Hậu đắc Bát Nhã, tức là diệu dụng Bát Nhã, do hành giả sau khi chứng đặng căn bản Bát Nhã rồi mới được diệu dụng này. Ba la mật đa, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Paramita có hai nghĩa. 1. Đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia, trí huệ Bát Nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ mê muội tiền phược của phàm phu bên này qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. 2. Cứu cánh viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật đa. Trí huệ Bát Nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Tâm, chữ tâm có nhiều nghĩa. 1. Tâm, quả tim, như tâm can tỳ phế thần. 2. Tâm, chứa nhóm và sanh khởi, như tập khởi tâm. 3. Tâm, chứa nhóm như tích tập tâm. 4. Tâm, sanh diệt không gián đoạn, như đẳng vô gián tâm. 5. Tâm, nhớ nghĩ lo lường, như tư lương tâm. 6. Tâm, rõ ràng phân biệt như minh liễu phân biệt tâm. 7. Vọng tâm, tâm hư vọng sanh diệt. 8. Chân tâm, tâm chân thật như bản thể chân tâm. 9. Tâm, toát yếu hay tinh yếu như chữ trọc tâm. Tóm lại, chữ tâm tùy ở mỗi vị trí mà có rất nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng chữ tâm ở trong đề mục kinh này thì nó dùng nghĩa tinh yếu, toát yếu hay trọng tâm mới là chính xác. Vì Phật nói kinh Đại Bát Nhã đến 600 quyển. Trải qua thời gian 22 năm, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm mới rồi kinh này, chỉ có 260 chữ là trọng tâm hoặc toát yếu hay tinh yếu của kinh Đại Bát Nhã, nên gọi Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kinh, kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có ba nghĩa như sau. 1. Thường, không thay đổi, chân lý của Phật không thay đổi. Dù Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. 2. Đường canh, đường chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi
sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Còn kinh là sự tổng hợp ghi chép các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. 3. Hợp khế. Kinh Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ cao thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu hành đều được khỏi khổ sanh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như vậy nên gọi là khế kinh. Tóm lại, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kinh toát yếu kinh Đại Bát Nhã, nói về danh, tướng, thể, dụng của kinh này. Danh: tên kinh này dùng pháp Bát Nhã làm tên. Tướng: kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể: kinh này lấy thật tướng làm thể. Dụng: kinh này lấy độ thoát khổ ách làm dụng. Tôn chỉ: kinh này lấy quán chiếu làm tôn chỉ. Tên của dịch giả: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư: Tam Tạng là ba kho tàng. Vì có công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tạng. Một, kinh tạng: chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ Tát nói ra. Hai, luật tạng: chép những giới và luật của bảy chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và ưu bà tắc, ưu bà di. Ba, luận tạng: chép những nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả kinh, luật, luận, nên gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư, vì Pháp Sư thông suốt ba tạng. Huyền Trang: Ngài họ Trần, tên Dĩ, ở đất Yên Sư, tỉnh Lạc Dương. Ngài rất thông minh, xuất gia khi 13 tuổi, học đủ kinh điển. Đến năm Trinh Quán thứ ba, Ngài phát tâm qua Ấn Độ học Phật Pháp đến 15 năm, rất thông về Pháp Tướng Duy Thức Học. Ngài học được 657 bộ kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 19, Ngài về Trung Hoa, vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh Ngài ở lại chùa Hoàng Phước dịch kinh. Ngài dịch được 75 bộ, cộng là 1.335 quyển. Ngài hưởng thọ được 75 tuổi. Vua Cao Tôn dựng tháp Ngài theo kiểu Ấn Độ tại chùa Từ Ân. Công đức của Ngài thật là vô tận. Xem bộ Huyền Trang do Võ Đình Cường soạn, Hương Đạo xuất bản. Kinh này có năm nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, nhưng bản dịch của Ngài Huyền Trang truyền bá được thành hành hơn hết. Phần duyên khởi. Chánh văn: Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, thấy năm uẩn đều không, Bát Nhã, nên không còn các khổ. Lược giải: đoạn thứ nhất nói Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thấy các pháp đều không, Bát Nhã, nên không còn các khổ. Tất cả chúng sanh vì mê bản thể chân tâm thanh tịnh của mình nên vọng hiện ra có thế giới và chúng sanh. Cũng như người vì ngủ chiêm bao nên thấy có các cảnh vật. Chúng sanh chấp các cảnh vật đó là thật nên khởi ra tham sân si, tạo đủ các nghiệp, rồi sanh tử luân hồi, chịu đủ điều khổ sở. Cũng như người đương chiêm bao
vì chấp cảnh vật trong chiêm bao là thật nên sinh ra vui buồn đủ chuyện. Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thấy rõ các pháp thế giới chúng sanh đều không, do vô minh vọng tưởng hiện ra nên Bồ Tát không còn bị các khổ bởi vô minh vọng tưởng. Cũng như người đã thức giấc chiêm bao thấy rõ các cảnh vật trong chiêm bao đều không có, nên không còn bị khổ vui bởi cảnh chiêm bao. Tóm lại, chúng sanh vì chấp năm uẩn thật có nên mới chịu các khổ sở. Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thấy năm uẩn đều không nên không còn bị các khổ. Giải danh từ. Quán tự tại Bồ Tát. Ngài Huyền Trang Pháp Sư dịch là Quán tự tại Bồ Tát, cựu dịch Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán tự tại có hai nghĩa: một, quán rõ các pháp đều do tâm biến hiện nên chứng được quả tự tại; hai, quán biết căn cơ của chúng sanh nên sự giáo hóa được tự tại. Bồ Tát, Trung Hoa dịch tác chữ Bồ Đề Tác Đoả. Bồ Đề dịch là giác, Tác Đoả dịch là hữu tình, nghĩa là chúng hữu tình đã được giác ngộ. Có ba nghĩa: một, phần tự lợi tức là hữu tình giác, nghĩa là chúng hữu tình đã giác ngộ nhưng chưa được hoàn toàn như Phật, vì còn vi tế sở tri ngu nên giác mà còn hữu tình. Hai, phần lợi tha tức là giác hữu tình, nghĩa là phần mình đã giác ngộ rồi giác ngộ cho chúng sanh. Ba, phần tự lợi lời tha tức là tự giác giác tha, nghĩa là trên cầu đạo Phật để giác ngộ cho mình, dưới giáo hóa chúng sanh. Nghĩa thứ nhất tức là trí, nghĩa thứ hai tức là bi, nghĩa thứ ba cả bi và trí. Bồ Tát bi trí gồm đủ lý sự vô ngại nên gọi là Quán tự tại Bồ Tát. Đi sâu vào trí huệ Bát Nhã tức là Bồ Tát đã thâm nhập trí huệ Bát Nhã. Năm uẩn đều không. Hàng vị thừa phá cái chấp ngã nhưng còn chấp pháp, nghĩa là thấy không có ngã nhưng còn năm uẩn. Hàng đại thừa Bồ Tát thì ngã pháp đều phá, nghĩa là ngã đã không mà năm uẩn cũng không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngài Huyền Trang dịch là ngũ uẩn. Chữ uẩn là chứa nhóm, nghĩa là năm món này tích tụ chứa nhóm làm thân và làm tâm. Cựu dịch là ngũ ấm. Chữ ấm là che đậy, nghĩa là năm món này che đậy chân tâm thanh tịnh như mây che mặt nhật. Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ không ngoài thế giới và chúng sanh. Thế giới chúng sanh không ngoài sắc, vật chất và tâm, tinh thần. Sắc tức là sắc uẩn, tâm tức là bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Bởi thế nên nói năm uẩn đều không, tức là nói thế giới và chúng sanh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Khổ. Các khổ vô biên, nhưng tóm lại có ba món khổ: khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Hay tám món khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngũ ấm xí thành khổ, cầu bất đắc khổ. Xem Khổ Đế trong quyển Tứ Diệu Đế do Hương Đạo xuất bản. Phần chánh tôn. Chánh văn. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác với không, Bát Nhã.
Không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, Bát Nhã. Không tức là năm uẩn. Lược giải. Đại ý đoạn này nói năm uẩn tức là không, Bát Nhã. Không tức là năm uẩn. Nói năm uẩn tức là nói tất cả các pháp. Tất cả các pháp đều có hai phần, tánh và tướng. Tánh của các pháp thì không có hình tướng, kinh gọi là không tướng. Thì chư pháp không tướng. Bởi không tướng nên không sai khác, không sanh diệt, không hư hoại, vân vân, cũng gọi là thật tướng, chân tánh, chân không, chân như hay chân tâm, vân vân. Tướng của các pháp thì có hình tướng như năm uẩn hay các pháp sai khác, có sanh diệt, hư dối không thật, rốt cuộc hoàn không. Kinh chép ngũ uẩn giai không. Thí dụ như dòng, kiền, xoa, xuyến là tướng của vàng, băng, tuyết, mù sương, nước đá là tướng của nước, đều có sanh diệt, hư giả không thật, rốt cuộc đều trở về không. Còn tánh của vàng hay tánh của nước thì không có các tướng dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân, dù cho không tướng. Vì không tướng nên không sanh diệt hư hoại, dụ như thật tướng, chân tướng hay chân không, vân vân. Đây chỉ là thí dụ cho dễ hiểu, chứ không phải vàng hay nước là thật tướng hay chân tướng, vân vân. Đoạn kinh này có hai tầng đạo lý càng và sâu khác nhau. Tầng đạo lý thứ nhất dùng hai chữ chẳng khác. Năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn. Nghĩa là đem năm uẩn với chân không để so sánh nhau. Lấy năm uẩn so sánh với chân không, không khác. Và lấy chân không để so sánh với năm uẩn cũng không khác. Tuy không khác, nhưng có người hiểu vẫn còn một bên năm uẩn và một bên chân không. Cũng như nói sống và nước không khác, nhưng vẫn còn chấp sống và nước hai thứ riêng biệt. Đến từng đạo lý thứ hai có phần sâu hơn, lại dùng hai chữ tức là. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Nghĩa là năm uẩn tức là chân không, chân không tức là năm uẩn. Năm uẩn với chân không không còn hai phần riêng biệt nữa. Cũng như nói sống tức là nước, nước tức là sống, không có riêng khác. Từng đạo lý thứ nhất nói năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp chẳng khác với tánh của các pháp, tánh của các pháp chẳng khác với tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo tướng không khác với đường tánh, đường không khác với kẹo. Từng đạo lý thứ hai nói năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp tức là tánh của các pháp, tánh của các pháp tức là tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo tướng tức là đường tánh, đường tức là kẹo. Muốn rõ thêm đoạn kinh này, chúng tôi xin thí dụ như sau. Như người mê ngủ chiêm bao, dụ chúng sanh mê mùi, thấy các cảnh vật khổ vui vân vân, vì mê mộng nên họ chấp các cảnh vật ấy là thật, rồi cũng vui buồn cười khóc vân vân. Trái lại người thức, dụ Bồ Tát tu trí huệ Bát Nhã, thấy các cảnh chiêm bao kia đều không, ngũ uẩn giai không, nên không bị cảnh khổ chiêm bao làm cho họ khổ sở, độ nhất thế khổ ách. Người thức kia, dụ ngài quán tự tại Bồ Tát, biết rằng vì tâm chiêm bao hiện ra các cảnh chiêm bao, nên nói cảnh chiêm bao sắc không khác với tâm chiêm bao không, tâm chiêm bao không khác với cảnh chiêm bao. Cảnh chiêm bao tức là tâm chiêm bao, tâm chiêm bao tức là cảnh chiêm bao. Lên một tầng nữa, Phật dạy chúng sanh vì mê bản thể chân tâm thanh tịnh của mình chân không, nên vọng hiện ra thế giới và chúng sanh, tức là cảnh giới của chúng ta sống đây.
trong kinh cũng gọi là cảnh đại mộng. Rồi chúng sanh vọng chấp cho là cảnh thật, nên cũng mừng, giận, khổ, vui, vân vân. Cũng như người chiêm bao, tiểu mộng không khác, nên gọi là mộng tưởng điên đảo. Bồ Tát đã giác ngộ như người thức tỉnh, dùng trí huệ bát nhã như trí của người thức. Thấy cảnh giới của chúng ta đang sống đây là cảnh đại mộng, đều do tâm hiện ra. Nên Bồ Tát dạy, các pháp đều không, ngũ uẩn giai không, do tâm hiện ra. Nên các pháp chẳng khác với tâm không, tâm chẳng khác với các pháp. Các pháp tức là tâm, tâm tức là các pháp. Tóm lại, đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh không khác, nhưng chúng sanh vì vô minh vọng tưởng điên đảo nên thấy có năm uẩn hay thế giới chúng sanh, rồi theo cảnh đại mộng này mà thọ khổ. Trái lại, Bồ Tát đã giác ngộ, người đã thức giấc đại mộng, dùng trí huệ bát nhã thấy cảnh đại mộng này năm uẩn hay các pháp đều không, chỉ do tâm hiện ra, nên không còn bị các khổ của cảnh đại mộng nữa độ nhất thế khổ ách. Vì chúng sanh mê, từ tánh không hiện ra có sắc, nên nói sắc chẳng khác với không, hay sắc tức là không. Vì Bồ Tát ngộ, từ sắc tướng trở về tánh không, nên nói không chẳng khác sắc, hay không tức là sắc. Giải danh từ. Xá Lợi Tử có nhà dịch Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Phất Đa La. Chữ Phất đồng nghĩa với chữ Tử, con. Ông Xá Lợi Tử là bậc đại đệ tử của Phật trí huệ thứ nhất. Bà mẹ ông tên Xá Lợi, thông minh xuất chúng, biện luận nổi danh trong xứ, nhất là trong khi có mang ông. Theo phong tục Ấn Độ, thường lấy tên mẹ đặt tên con, nên gọi ông là Xá Lợi Tử hay Phất, nghĩa là con bà Xá Lợi. Theo bản dịch của Ngài Thi Hộ chép, trong khi Đức Thế Tôn ở non Linh Thứ nhập định, thầm thâm quang minh, nói chánh pháp Tam Ma Đề, thì ông Xá Lợi Phất bạch với Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rằng, nếu có người muốn tu pháp môn thầm thâm bát nhã thì phải tu như thế nào? Nhân đó, Ngài Quán Tự Tại gọi ông Xá Lợi Phất mà giảng nói kinh này. Sắc tức là sắc uẩn. Các vật chất chứa nhóm lại thành ra những hình tướng như thân thể và cảnh vật gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn gồm có 11 món, 5 căn và 6 trần. 5 căn là: 1. Nhãn căn, con mắt. 2. Nhĩ căn, lỗ tai. 3. Tỷ căn, lỗ mũi. 4. Thiệt căn, cái lưỡi. 5. Thân căn, thân thể. 6 trần là: 1. Sắc trần, cảnh bị thấy của mắt. 2. Thanh trần, tiếng bị nghe của tai. 3. Hương trần, mùi bị ngửi của mũi. 4. Vị trần, vị bị nếm của lưỡi. 5. Xúc trần, cảnh bị xúc của thân. 6. Pháp trần, cảnh bị biết của ý thức, tức là vô biểu sắc. Sắc này không tiêu biểu ra ngoài, nhưng đối với nội tâm, ý thức, chúng ta có thể thấy rõ ràng. Thọ tức là thọ uẩn. Thọ là lãnh thọ. Sau khi tiếp xúc với cảnh rồi, sanh lãnh thọ. Sự lãnh thọ có 5: 1. Thọ khổ. 2. Thọ vui. 3. Thọ buồn. 4. Thọ mừng. 5. Thọ không vui buồn. Tưởng tức là tưởng uẩn. Tưởng là tưởng nhớ hình tượng của các cảnh. Do sau khi tiếp xúc và lãnh thọ các cảnh khổ vui rồi, sanh ra tưởng nhớ. Hành tức là hành uẩn. Hành là sự thay đổi biến chuyển của tâm niệm. Trong 51 món tâm sở, trừ thọ và tưởng ra, còn 49 tâm sở và 24 món tâm bất tương ưng đều thuộc về hành uẩn. Thức tức là thức uẩn. Thức nghĩa là hiểu biết phân biệt, có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Thức chia ra làm 8 loại. 1. Nhãn thức, cái biết của mắt,
phân biệt các cảnh sắc. 2. Nhĩ thức, cái biết của tai, phân biệt các tiếng tâm. 3. Tỷ thức, cái biết của mũi, phân biệt các mùi. 4. Thiệt thức, cái biết của lưỡi, phân biệt các vị trần. 5. Thân thức, cái biết của thân, phân biệt xúc trần. 6. Ý thức, cái biết của ý, phân biệt các pháp trần, cảnh nội tâm. 7. Mạt na thức, cái biết thứ 7, chấp thức thứ 8 làm ngã. 8. A lại gia thức, cái biết thứ 8, chứa chủng tử và các pháp. Không, tức đoạn sau nói không tướng. Cái không đây không phải hư không, ngoan không, hay cái không đối với cái có, cũng không phải thủ tiêu hết các vật hữu tình mà nói là không, và cũng không phải cái không của tiểu thừa, thiên không. Cái không đây tức là bản tánh thanh tịnh, không có các hình tướng. Vì bản tánh không này không có các hình tướng nên gọi là không tướng, tướng không. Vì nó không sanh diệt, không hư dối nên cũng gọi là chân không, hay thật tướng, chân tánh, chân tâm, chân như, vân vân. Tóm lại, kinh này nói năm quẩn, tức là bên duy thức nói 94 pháp hữu vi. Kinh này nói không hay không tướng, tức là bên duy thức nói 6 pháp vô vi. Kinh này nói sắc chẳng khác với không, hay nói sắc tức là không, là nói pháp hữu vi tướng không khác với pháp vô vi tánh, hay nói pháp hữu vi tức là pháp vô vi. Chánh văn: Này Xá Lợi Tử, tướng không, bát nhã của các pháp đây, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Lược giải: Đoạn kinh này nói tánh bát nhã của các pháp không sanh diệt, không cấu tình, vân vân. Đoạn thứ nhất nói năm quẩn đều không. Đoạn thứ hai nói sắc chẳng khác với không, hay sắc tức là không, vân vân. Đoạn này nói tướng không của các pháp, chữ không ở trong ba đoạn này đều chỉ cho trí huệ bát nhã, tức là tánh của các pháp. Tánh của các pháp không có hình tướng, không có tướng sanh, không có tướng diệt, không có tướng cấu nhiễm của phàm phu, không có tướng thanh tịnh của chư Phật. Khi ngộ nó không thêm, lúc mê nó cũng không bớt. Bởi thế nên cũng gọi là không tướng, tướng không. Chân tướng, thật tướng, chân tánh, chân tâm, chân như, chân không, hay thật tướng bát nhã, vân vân. Tóm lại, tánh của các pháp là chân tâm thanh tịnh sáng suốt, không có các hình tướng nên gọi là không tướng hay bát nhã chân không. Giải danh từ pháp: chỉ chung cho tất cả sự vật, tinh thần, vật chất, hữu hình, vô hình, hữu vi, vô vi, thánh phàm, vân vân. Chẳng những bàn ghế, vân vân là pháp, cho đến hư không cũng là pháp. Bóng trong gương, trăng dưới nước là pháp, mà lông rùa, sừng thỏ cũng là pháp, cho đến tư tưởng tâm niệm cũng là pháp. Phàm những cái gì tự nó giữ được cái bản chất của nó, làm cho người biết được nó là cái gì, thì đều gọi là pháp. Tóm lại, nói rộng là tất cả pháp, nói hẹp là năm quẩn. Nói năm quẩn là chân không, tức là nói các pháp là chân không. Chính ở nơi các pháp mà nhận tướng chân không, chẳng phải ngoài các pháp riêng có một tướng chân không. Chánh văn: Bởi thế nên trong tướng không bát nhã không có năm quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Lược giải: Đoạn kinh này nói trong tướng không bát nhã không có các pháp thế gian. Vì tướng không của các pháp bát nhã không sanh diệt, không cấu tình, không tăng giảm, vân vân, nên trong tướng không bát nhã không có năm quẩn, 12 xứ, 6 căn, 6 trần, 18 giới,
sáu căn, sáu trần, sáu thức, cũng như trên màn bạc, dù tướng không, không có các hình ảnh. Thật ra, nói năm uẩn tức là gồm cả 12 xứ và 18 giới. Trái lại, nói 12 xứ cũng gồm cả năm uẩn và 18 giới, hay nói 18 giới cũng gồm cả 12 xứ và năm uẩn. Sở dĩ phân chia riêng khác như vậy là vì Phật phá sự chấp ngã của chúng sanh. Người chấp nặng về phần tinh thần, tâm là ngã, thì Phật nói năm uẩn chia chẻ tinh thần, tâm ra làm bốn phần là thọ, tưởng, hành và thức để phá chấp. Còn sắc không cần chia chẻ. Người chấp nặng về phần vật chất, chấp thân là ngã, thì Phật nói 12 xứ chia chẻ sắc ra làm 12 phần là 6 căn và 6 trần để phá chấp. Người chấp cả tinh thần, tâm và vật chất, sắc làm ngã, thì Phật nói 18 giới chia chẻ cả tinh thần và vật chất ra làm 18 phần là 6 căn, 6 trần, 6 thức để phá chấp. Tóm lại, trong Bát Nhã tướng không, không có các pháp của thế gian là năm uẩn, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Giải danh từ. Năm uẩn. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ nhất về câu năm uẩn đều không. Sáu căn. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ hai về câu sắc tức là sắc uẩn. Sáu trần. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ hai về câu sắc tức là sắc uẩn. Sáu thức. Xem phần giải danh từ của đoạn thứ hai về chữ thức tức là thức uẩn. Chánh văn. Không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Lược giải. Đoạn kinh này nói trong tướng không Bát Nhã không có 12 nhân duyên là pháp tu suốt thế gian của thánh Duyên Giác. Trong Bát Nhã chân không cũng không có 12 nhân duyên, về phần lưu chuyển là vô minh duyên hành cho đến duyên lão tử, và về phần hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt cho đến lão tử diệt. Bậc thánh Duyên Giác nhờ quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên mà thấu rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi, và cũng nhờ quán sự hoàn diệt của 12 nhân duyên mà được ngộ đạo. Quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên như thế nào mà thấy rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi? Hành giả quán 12 nhân duyên xoay dần tiếp nối lẫn nhau như sợi dây chuyền có 12 khoen. Khoen này chuyền khoen kia chuyền khoen nọ, như cái vòng tròn không mối. Chúng sanh vì đời trước mê lầm, quá khứ căn bản vô minh, nên tạo ra các nghiệp hành. Hai món này, vô minh và hành, làm nhân quá khứ. Sau khi chết, bị nghiệp lực dẫn dắt tinh thần, thức đi thọ thân, danh sắc. Khi thành thân, tất nhiên có sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, vân vân, là chỗ của sáu trần phản ảnh vào lục nhập. Khi có sáu căn tiếp xúc, xúc với sáu trần, rồi sinh ra lãnh thọ, thọ, sự khổ và vui. Năm món này, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, là quả hiện tại. Khi thọ quả hiện tại, trở lại tạo nhân nữa là ưa thích, ái, tìm cầu, thủ, làm sao cho có, hữu. Ba món này, ái, thủ, hữu, làm nhân hiện tại, tức là chi mạc vô minh. Do ưa thích tìm cầu cho được nên tạo nghiệp để thọ sanh thân sao, sanh. Khi đã có thân, tất nhiên phải có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, thì phải già và chết, lão, tử. Ba món này, sanh, lão, tử, là quả vị lai. Trong khi thọ quả vị lai, rồi trở lại tạo nhân nữa, ái, thủ, hữu, để thọ quả vị lai lần nữa, cho đến vô cùng tận. Quán về sự hoàn diệt của 12 nhân duyên. Sau khi hành giả quán sát nguồn gốc của sanh tử luân hồi là do 12 nhân duyên, nhưng trọng tâm là vô minh,
Hành giả muốn dứt sanh tử luân hồi, tất nhiên phải diệt trừ vô minh. Nếu vô minh bị diệt trừ thì hành diệt cho đến lão tử diệt. Vô minh có hai loại: căn bản vô minh, tức là vô minh quá khứ, vô minh hành, và chi mạc vô minh, tức là vô minh hiện tại, ái thủ hữu. Vô minh quá khứ rất khó diệt trừ. Hành giả chỉ có thể diệt trừ vô minh hiện tại là ái thủ hữu. Nếu ái thủ hữu diệt rồi thì sanh và lão tử không còn. Không còn sanh và lão tử thì làm gì có sanh tử luân hồi? Xem Phật học phổ thông khóa thứ tư giải thích rất rõ. Tóm lại, trong Bát Nhã, tướng không hay chân như, chân tâm, vân vân, không có pháp tu suốt thế gian của Thánh Duyên Giác là 12 nhân duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt. Giải danh từ vô minh không sáng suốt, tức là si mê lầm lạc, nói chung là 10 món căn bản phiền não và 20 món tùy phiền não. Hành, hành động tạo tác các nghiệp. Thức, thần thức, tức là phần tinh thần trong con người. Danh sắc, danh là chỉ cho tâm, về phần tinh thần chỉ có cái tên, còn sắc là sắc thân về phần vật chất. Đây là chỉ cho trạng thái khi mới thọ thân, tinh thần và vật chất vừa mới phối hợp, chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Lục nhập, sáu chỗ vào. Khi thân thể đã đủ sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là chỗ của sáu tầng cảnh phản ảnh vào. Xúc, khi đã có sáu căn, bắt đầu tiếp xúc với sáu trần. Thọ, sau khi tiếp xúc với sáu trần cảnh rồi lãnh thọ các cảnh. Ái, sau khi lãnh thọ trần cảnh rồi sanh tâm ưa thích. Thủ, cầu thủ, sau khi ưa thích rồi tìm cầu và nắm giữ. Hữu, có, sau khi cầu thủ rồi gây tạo thế nào cho có. Sanh, vì đã tạo nhân là ưa thích, cầu thủ gây tạo cho có, tức là tạo nghiệp, nên phải thọ quả là sanh đời sau. Lão tử, sau khi đã sanh ra có thân, tất nhiên phải bị già rồi chết. Chánh văn, không có tứ đế là khổ tập diệt đạo, cũng không có trí tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại, trong tướng không Bát Nhã không có đặng cái gì cả. Lược giải, đoạn kinh này nói trong tướng không Bát Nhã không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, lục độ, vân vân. Trong đoạn kinh này chia làm ba phần. Một, trong Bát Nhã chân không không có tứ diệu đế, là pháp tu của bốn quả thánh tinh văn. Hai, trong Bát Nhã chân không cũng không có trí, là người tu chứng và đắc, là đạo quả để chứng. Trong phần này lại có hai nghĩa. A nhỏ, nói chung từ trước đến đây theo văn kinh thì chỉ phá riêng về pháp chấp. Nghĩa trong Bát Nhã chân không không có pháp ngũ uẩn, pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên, vân vân. Đến đây mới phá chung cả ngã chấp và pháp chấp. Nghĩa là trong Bát Nhã chân không không có người tu, ngã và chứng pháp. Nói chung cả pháp lục độ và quả Phật. B nhỏ, nói riêng câu không có trí và cũng không có chứng có thể chỉ riêng cho pháp lục độ, vì từ trước đã nói trong Bát Nhã chân không không có pháp tứ đế của tinh văn. Pháp thập nhị nhân duyên của duyên giác, đến đoạn văn này tất nhiên trong Bát Nhã chân không cũng không có pháp lục độ của Bồ Tát. 3. Tóm lại, trong Bát Nhã chân không không có đặng cái gì cả. Đoạn này cũng có hai nghĩa.
A nhỏ, nói chung trong Bát Nhã chân không không có các pháp thế gian là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, và cũng không có các pháp xuất thế gian là tứ đế. Thập nhị nhân duyên lục độ, rốt sao là quả Phật. Nói tóm lại là không có đặng cái gì cả. B nhỏ, nói riêng câu không có đặng cái gì cả có thể chỉ riêng cho đạo quả Bồ Đề Niết Bàn của Phật. Vì từ trước đã nói trong Bát Nhã chân không không có pháp tu của Tam Thừa là Tiểu Thừa, Tinh Văn, Trung Thừa, Duyên Giác và Thượng Thừa Bồ Tát. Đến đoạn văn này, tất nhiên trong Bát Nhã chân không cũng không có Tối Thượng Thừa là quả vị Bồ Tát. Tóm lại, trong tướng không hay trong Bát Nhã không có Tứ Thánh, Tinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật và lục phàm, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hay nói một cách khác là không có pháp gì cả. Giải danh từ tứ đế, tức là tứ diệu đế, bốn sự thật chắc chắn, muôn đời không thay đổi. Khổ, tức khổ đế. Chân lý chắc chắn trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi đau khổ trên thế gian này mà mỗi chúng ta đều phải chịu như ba khổ: một, khổ trên cái khổ, khổ khổ; hai, khổ vì hư hoại, hoại khổ; ba, khổ vì thay đổi, biến chuyển, hành khổ; và tám khổ: một, sanh khổ; hai, bệnh khổ; ba, già khổ; bốn, chết khổ; năm, đang thương nhau lại bị xa lìa là khổ; sáu, đang thù oán giận hờn lại gặp nhau là khổ; bảy, mong cầu không được là khổ, thất vọng; tám, năm ấm quá thạnh là khổ. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Tập, tức là tập đế. Chân lý chắc thật trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian là lý do vì đâu mà có những nỗi khổ ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. Tập là nhóm chứa, nghĩa là nhóm chứa các phiền não mê lầm. Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000 món, nói hẹp thì có 10 món căn bản phiền não và 20 món chi mạc phiền não. Xem quyển Tứ Diệu Đế giải rõ. Diệt, tức là diệt đế hay là niết bàn. Kinh chép: các phiền não diệt gọi là niết bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là niết bàn. Niết bàn có nhiều loại. Một, hữu dư y niết bàn, từ quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ ba của Tiểu Thừa tuy đã chứng niết bàn nhưng cái dư báo hãy còn. Hai, vô dư y niết bàn, đến quả thánh thứ tư là A La Hán thì các phiền não nghiệp báo không còn, hoàn toàn chứng được quả niết bàn. Ba, vô trụ xứ niết bàn, đây là quả niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đã tự tài giải thoát nên chỗ nào cũng là cảnh niết bàn của quý ngài. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Đạo, tức là đạo đế. Phương pháp tu chân chánh chắc chắn để đến đạo quả niết bàn. Phương pháp này có 37 phẩm, chia làm 7 loại: 1. Tứ niệm xứ; 2. Tứ chánh cần; 3. Tứ như ý túc; 4. Ngũ căn; 5. Ngũ lực; 6. Thất bồ đề; 7. Bát chánh đạo. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Chánh văn: các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa được các cảnh mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng rốt ráo niết bàn. Lược giải: đoạn kinh này nói Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được các cảnh sợ hãi của mộng tưởng điên đảo và chứng rốt ráo niết bàn. Vì trong trí huệ Bát Nhã không có đặng cái gì cả, nên Bồ Tát mới y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa các điên đảo sợ hãi trong cảnh sanh tử đại mộng và chứng đặng rốt ráo quả niết bàn. Đoạn này đồng nghĩa với bài tùng thứ 29 trong quyển Duy Thức Tam Thập Tùng. Nguyên văn bài tùng dịch âm: vô đắc bất tư nghị,
thì xuất thế gian trí, xã nhị thô trọng cố, tiền chứng đắc chuyển y. Nghĩa là cảnh giới vô đắc, không đành, không thể nghĩ bàn. Vì cảnh giới này là trí xuất thế gian, đã bỏ hai món thô trọng, phiền não chướng và sở tri chướng, và chứng đặng hai món bồ đề niết bàn. Mới đọc qua đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau, chúng ta thấy hình như mâu thuẫn với đoạn văn trên. Vì trong đoạn văn trên nói, trong bát nhã chân không, không có đặng cái gì cả. Còn đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau đây lại nói, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã mà chứng đặng rốt ráo niết bàn. Chư Phật cũng nhờ y theo trí huệ bát nhã mà đặng đạo vô thượng bồ đề. Nhưng xét kỹ thì không phải mâu thuẫn, vì không có đặng cái gì cả nên mới đặng tất cả. Cũng như cái gương hay màn bạc, nhờ không giữ chặt một hình ảnh gì cả nên các hình ảnh mới hiện đủ cả. Cũng thế, trong bát nhã chân không, vì không có một hình ảnh gì cả nên tùy tịnh duyên hiện ra bốn quả thánh, tùy nhiễm duyên hiện ra sáu quả phàm, không thiếu một pháp nào cả. Tất cả chúng sanh vì mê muội tánh bát nhã nên trong chỗ không có cảnh vật mà tự thấy có đủ các cảnh vật, nào thế giới chúng sanh và sanh tử luân hồi vân vân. Cũng như người ngủ chiêm bao, trong chỗ không có cảnh vật mà hiện ra đủ các cảnh vật vui buồn vân vân, nên gọi là mộng tưởng điên đảo. Rồi người chiêm bao kia tâm bị cảnh vật trong chiêm bao chi phối, làm cho họ phải buồn rầu lo sợ, lắm điều chướng ngại. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã, tướng không, thấy ngã pháp đều không, năm uẩn chẳng có, thế giới và chúng sanh không còn, nên tâm không còn bị cảnh vật làm chướng ngại hay chi phối nữa, và không còn buồn lo sợ hãi. Cũng như người thức giấc chiêm bao, vì thấy cảnh chiêm bao là không, nên tâm không còn bị cảnh vật trong chiêm bao làm chướng ngại chi phối, không còn bị buồn lo sợ hãi bởi cảnh chiêm bao. Bởi thế nên nói, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã nên xa lìa các vọng tưởng điên đảo, tâm không còn bị chướng ngại và lo sợ, vân vân. Người đã hoàn toàn thức giấc chiêm bao thì người ấy được an vui với cảnh thức tỉnh, không còn một tí gì sợ hãi lo buồn bởi cảnh mê mộng nữa. Cũng thế, Bồ Tát khi đi sâu vào trí huệ bát nhã thì không còn bị cảnh thế gian đại mộng này làm cho tâm họ có một tí gì lo buồn sợ hãi nữa. Các ngài hoàn toàn tự tại giải thoát và an vui với cảnh niết bàn tịch tịnh, nên nói rốt ráo niết bàn. Tóm lại, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã nên xa lìa các vọng tưởng điên đảo, không còn bị các khổ não sanh tử và được rốt ráo niết bàn. Giải danh từ niết bàn hay niết bàn na hay nê hoàn là do dịch âm chữ Phạn nirvana mà ra. Niết bàn có nhiều nghĩa, niết nia là ra khỏi, bàn vana là rừng mê, niết bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng, bàn là dệt, nghĩa là chẳng dệt ra sanh tử luân hồi nữa. Chữ bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. Niết bàn còn rất nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa như sau. Một, bất sanh, nghĩa là không còn sanh ra các thứ mê lầm tội lỗi và thọ sanh nữa. Hai, giải thoát, nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các phiền não triền phược nữa. 3. Tịch diệt, nghĩa là vắng lặng, dứt sạch, vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì niết bàn có nhiều nghĩa như vậy nên trong kinh thường để nguyên âm mà không có dịch nghĩa, xem quyển Tứ Diệu Đế. Chánh văn, các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí huệ bát nhã này, tướng không, mà đặng đạo vô thượng bồ đề. Lược giải, đoạn kinh này nói, chư Phật nhờ y theo trí huệ bát nhã mà chứng đặng bồ đề. Tất cả chư Phật trong ba đời,
quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong khi tu nhân, các ngài đều dùng trí huệ Bát Nhã chiếu phá sạch hết các mây mù vô minh phiền não từ vô thị đến nay. Nào ngã chấp, pháp chấp đều không còn. Lúc bấy giờ chân tâm, Phật tánh hay thật tướng Bát Nhã hiện ra. Các ngài chứng đặng đạo vô thượng Bồ Đề cũng gọi là thành Phật. Tóm lại, tất cả những người tu hành từ phàm phu thập tính trải qua tám hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng đến thập thánh, thập địa, rốt sao là quả Phật. Không địa vị nào và cũng không giờ phút nào chẳng dùng trí huệ Bát Nhã, nghĩa là nhờ trí huệ Bát Nhã mà đặng thành tựu viên mãn. Bởi thế nên kinh chép: trí huệ là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Giải danh từ Bồ Đề. Bồ Đề là dịch âm chữ Phạn Bodhi, cựu dịch là đạo, nghĩa là thông suốt. Tân dịch là giác, có nghĩa là giác ngộ. Mà giác ngộ tức là Phật, Phật dịch nghĩa là giác. Vô thượng Bồ Đề tức là quả Phật Bồ Đề, không có quả Bồ Đề nào trên nữa. Bồ Đề có nhiều từng bậc. Một, sơ phát tâm Bồ Đề, người mới phát tâm Phật. Hai, thinh văn Bồ Đề. Ba, duyên giác Bồ Đề. Bốn, Bồ Tát Bồ Đề. Năm, Phật Bồ Đề, cũng gọi là vô thượng Bồ Đề. Chánh văn: vì trí huệ Bát Nhã tướng không, hãy diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy không hư dối, nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng là chú đại thần, chú đại minh, chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng. Lược giải: đoạn kinh này nói trí huệ Bát Nhã có công năng diệt trừ các khổ, nên cũng gọi là thần chú Bát Nhã, vân vân. Kinh này là kinh nhưng cũng là chú, vì người chí thành trì tụng sẽ được linh nghiệm phi thường, tùy tâm mãn nguyện cầu chi được nấy, mau lẹ phi thường, không khác gì thần chú, nên cũng gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh này thần diệu không thể xét lường được, người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được thành tựu công đức không thể nghĩ bàn và được đại giải thoát, nên gọi là chú đại thần. Kinh này có khả năng phá trừ gốc rễ của vô minh phiền não từ vô thị đến nay và làm hiển lộ Phật tánh sáng suốt, nên gọi là chú đại minh. Người trì kinh này sẽ đặng đạo vô thượng Bồ Đề, nên cũng gọi là chú vô thượng. Người chí tâm trì tụng kinh này sẽ đặng Phật tánh bình đẳng, như như bất động, và sẽ chứng được quả Phật là quả cao tột, không quả gì nào sánh bằng, nên gọi là chú vô đẳng đẳng. Tóm lại, kinh này có công năng thần diệu phi thường, cũng như thần chú, có thể diệt trừ hết gốc rễ vô minh phiền não, làm cho hành giả hết khổ được đại giải thoát và minh tâm kiến tánh thành Phật, nên gọi là chú Bát Nhã, vân vân. Giải danh từ: chú, tiếng Phạn gọi là Đà La Ni, Trung Hoa dịch là chú, tức là những bài kinh không có nghĩa cũng gọi là mật giáo. Hành giả chí thành độc tụng sẽ được linh nghiệm như thần, nên cũng gọi là thần chú. Chánh văn: ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Lược giải: đoạn kinh này nói về thần chú Bát Nhã. Tất cả kinh điển của Phật có thể chia làm hai loại: hiển giáo và mật giáo. Những kinh sách nào giảng dài nghĩa lý và phương pháp tu hành rõ ràng, hành giả y theo đó thực hành sẽ được thành công đắc quả, khi gọi là hiển giáo. Trái lại, như các thần chú, hành giả không cần biết nghĩa lý, chỉ chí tâm trì tụng sẽ được linh nghiệm phi thường, cầu chi được nấy, tùy tâm mãn nguyện thì gọi là mật giáo. Bát Nhã Tâm Kinh đủ cả hiển giáo và mật giáo, từ câu Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm, vân vân, cho đến câu tức thuyết chú viết là thuộc về hiển giáo, từ câu yết đế, yết đế, cho đến câu Bồ Đề Tát Bà Ha là thuộc về mật giáo.
Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát trước nói kinh Bát Nhã giảng giải nghĩa lý rõ ràng, để cho người tu hành y theo đó thực hành sẽ được trí tuệ Bát Nhã. Tiếp theo kinh, Ngài nói thần chú Bát Nhã để cho người tu hành chí thành trì tụng, không cần biết nghĩa, tâm họ sẽ được định. Nhờ có định mới phát sanh ra trí huệ và sẽ nhập được thật tướng Bát Nhã, nghĩa là từ văn tự Bát Nhã tiến lên quán chiếu Bát Nhã, rồi đến thật tướng Bát Nhã. Về thần chú, từ xưa đến nay hầu như chư tổ đều không dịch nghĩa bởi các lý do như sau. Một, thần chú là mật ngữ, lời nói mật của chư Phật, không phải chúng phàm phu có thể biết được. Hai, thần chú là tên của các vị thần, đọc đến thì chư thần sẽ đến bảo hộ cho hành giả được toại nguyện. Ba, thần chú cũng như các mật hiệu của nhà binh, hành giả chí tâm trì tụng sẽ được hiệu nghiệm phi thường. Bốn, chữ chú nghĩa là nguyện, hành giả chí thành trì tụng sẽ được tùy tâm mãn nguyện. Tóm lại, thần chú Bát Nhã thuộc về mật giáo, có nhiều lý do không thể phiên dịch được. Người chí tâm trì tụng sẽ được lợi ích vô cùng vô tận. Dịch tại Phước Hậu Cổ Tự Trà Ôn, dịch xong ngày 6 tháng 9 năm Ất Tỵ Phật lịch 2509, nhằm ngày 30 tháng 10 năm 1965.